anh gọi em qua để nói chuyện tụi mình cho ba mẹ đúng không? Ghê thiệt đó, vậy mà không chịu nói cho em biết trước. Dạ, con chào bác. Cô ngồi đi. Bác, bác đợi con có lâu lắm không? Anh Kiên ảnh... Anh Kiên thiệt tình vậy đó, gọi điện báo cho con gấp quá à. Con lật đật qua đây, không có kịp chuẩn bị quà cho bác gì hết. Thôi được rồi, bác không cần quà cáp gì đâu, cũng không cần con phải chào hỏi rào đón. Hôm nay bác kêu con qua đây là có chuyện rất quan trọng. Bác hy vọng con nghe thật kỹ những gì bác sắp nói. Dạ, bác cứ nói đi, con nghe đi ạ. Bác biết trước đây con và thằng Kiên, con của bác, có mối quan hệ tình cảm. Nhưng đó là trước khi con có chồng và thằng Kiên có vợ. Chuyến trở về của con lần này, bác thương con là vì thấy con một thân một mình. Thằng Kiên, con của bác, thương con là vì thấy con gặp nạn. Cho nên gia đình của bác mới mở lòng đón nhận con như là thành viên trong nhà này. Dạ, con rất hiểu cái tình yêu thương mà gia đình bác dành cho con, cũng giống như là tình yêu thương mà con dành cho anh Kiên vậy đó. Tôi chưa nói hết, cô đừng cắt ngang lời của tôi. Dạ. Chuyện chúng tôi đối xử với cô đơn thuần chỉ là lòng tốt. Còn Lam, dù là đàn bà nhưng mà nó vẫn cố dằn lòng ghen, nhắm mắt bỏ qua cho cô. Còn cô thì sao chứ? Hết lần này tới lần khác âm mưu phá hoại hạnh phúc gia đình của thằng Kiên. Còn tôi, xém chút nữa tôi mất cả dâu lẫn cháu. Bác ơi, ý của bác là hôm nay tôi mời cô đến đây để nói thẳng cho cô biết. Cô nghe cho rõ đây. Tôi không bao giờ chấp nhận cho cô làm dâu trong nhà này đâu. Tôi mong cô biết lòng tự trọng mà rút lui, để yên cho các con của tôi. Nếu không, tôi không có nương tay đâu. Bác ơi, bác nói gì vậy? Vậy là anh Kiên, sao tự nhiên mẹ lại... Tất cả những điều mẹ tôi nói cũng là ý của tôi muốn nói với cô. Anh Kiên, hôm nay anh kêu tôi đến đây là để cho mẹ con anh nhục mạ tôi đó hả? Hai người đừng có tưởng là hai người hay. Hai người nên nhớ là tôi còn mang trong mình giọt máu của anh đó. Tới giờ này mà cô còn dám mở miệng ra để nói điều này à? Cô Thư à, tất cả những việc làm của cô chúng tôi đều biết hết. Út Lanh. Dạ. Nè ba, chắc cô biết nữ hộ sinh tên Ngọc Bích chứ gì. Cô xem đi. Sự thật, cô không có khả năng sinh con và cũng không hề có thai với thằng Kiên. Chuyện sảy thai mà cô cố làm ra vẻ như thương hại chỉ là một sự dối trá, một cái bẫy để đánh lừa và lòng tốt của gia đình tôi. Bác ơi, cô làm như vậy là cô ác lắm, cô biết không? Lỡ mà mợ Lam nhà tôi sảy thai, cô vui lắm hả? Cái đồ ác độc. Sảy thai thì càng tốt. Tại sao vậy hả? Tại sao cô ta có thể có tất cả, trong khi tôi thì không có gì hết? Cô ta có thể có con với anh, còn tôi thì vĩnh viễn không bao giờ tôi có con được nữa. Tôi không cam tâm, không cam tâm. Nè, người ta thì lấy đức giúp cô, còn cô thì lấy quán báo ân. Người như cô vốn dĩ không xứng đáng làm mẹ. Ông biết cái gì hả? Còn ba nữa, tất cả các người biết cái gì mà nói?
những gì các người muốn cũng có thể có một cách dễ dàng. Trong khi tôi phải tính trăm phương ngàn kế, tôi làm đủ mọi cách tôi mới có thể đạt được những điều mà mình mong muốn. Nhưng cuối cùng thì tôi có cái gì hả? Tôi có cái gì? Tôi chẳng có gì hết. Nè, cô sai rồi. Cái gì á vốn dĩ không phải là của mình, thì nếu như mà có giành giật cướp đoạt như thế nào cũng không bao giờ đạt được. Đừng có lên mặt mà dạy đời tôi. Được rồi, tôi sẽ chống mắt lên mà coi các người hạnh phúc được bao lâu.